Đáng báo động, bão Milton mạnh nhất 100 năm đổ bộ nước Mỹ, hơn 1 triệu người được yêu cầu sơ tán. Liên quan đến tình hình chiến sự, IDF phát hiện đường hầm bí mật của Hezbollah và miền Nam Israel. Với kinh tế, Hàn Quốc thu hút lao động nước ngoài, cạnh tranh Nhật Bản và Đài Loan. Các tin tức nổi bật về hoạt động ngoại giao và tình hình trong nước, Pháp trở thành nước EU đầu tiên có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9. Thủ khoa lớp 10 bị giảm 15 điểm sau thanh tra buộc thổi học. Xin mời quý vị sẽ cùng đón xem. Cô Huy xin được kính chào quý vị. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin 24 giờ ngày 9 tháng 10. Chúng tôi sẽ điểm qua các tin tức thời sự trên thế giới và những thông tin mới nhất về người Việt trên toàn cầu cũng như tình hình trong nước. Và bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới. Thưa quý vị, bão Milton đang hướng về bờ vịnh Florida nước Mỹ với sức mạnh khủng khiếp, hiện đã được nâng cấp lên cấp 5 vào ngày 8 tháng 10. Cơn bão này đã gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, trong bối cảnh các quan chức ra lệnh cho hơn 1 triệu người dân sơ tán trước khi bão đổ bộ vào khu vực vịnh Tampa. Đoạn phim do trạm vũ trụ quốc tế ghi lại vào lúc 9 giờ 37 phút vào ngày 8 tháng 10 theo giờ địa phương, cho thấy bão Milton bao trùm gần như toàn bộ vịnh Mexico và đang tiến gần đến bang Florida nước Mỹ. Bão Milton đã biến thành một trong những cơn bão đại Tây Dương dữ dội nhất vào ngày 7 tháng 10, dự kiến sẽ đổ bộ vào cuối ngày 9 tháng 10 hoặc đầu ngày 10 tháng 10. Khu vực bờ biển phía tây Florida vốn đã chịu tổn thất nặng nề từ cơn bão Helene chỉ chưa đầy hai tuần trước đó, lại phải đối mặt với nguy cơ hứng chịu bão cao. Theo thông báo từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, Milton đã đạt được sức gió tối đa lên tới 270 km h với dự báo rằng trường gió sẽ mở rộng khi đến gần Florida. Điều này có nghĩa là dọ bão có thể gia tăng gần gấp đôi khi bão đổ bộ. Độ khủng của cơn bão cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra sóng bão, sóng có thể cao từ 3 cho đến 4,5 mét ở cả hai phía bắc và nam của vịnh Tampa, nguy cơ lũ quét cũng đang gia tăng. Khu vực vịnh Tampa vốn đang khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão hề lên đổ bộ vào ngày 26 tháng 9. Theo ông Isaac Longley, nhà khí tượng học của ACU Weather, những thiệt hại này có thể trở nên trầm trọng hơn khi bão Milton tiến vào khu vực. Thưa quý vị, ở chiến trường Trung Đông, quân đội Israel cho biết vào tối ngày 8 tháng 10 rằng họ đã phát hiện ra một đường hầm của Hezbollah kéo dài 10 mét từ miền Nam Liban và lãnh thổ Israel. Theo một tuyên bố quân sự, quân đội đã tìm thấy và tháo dỡ một đường hầm ngầm của Hezbollah kéo dài khoảng 10 mét từ khu vực Maswahin ở Liban và lãnh thổ Israel gần cộng đồng Zaris. Đường hầm được xây dựng cách đây vài tháng đã bị chặn ở khu vực biên giới, theo tuyên bố. Đường hầm đã bị kiểm soát hoàn toàn, ngăn chặn lực lượng khủng bố sử dụng. Ở giai đoạn này, ngoài đường hầm này, không có đường hầm nào khác đi từ Liban và Israel. Israel đã tiến hành các cuộc không kích lớn trên khắp Liban chống lại những mục tiêu của Hezbollah kể từ ngày 23 tháng 9, làm thiệt mạng hơn 1.250 người, bị thương 3.618 người và khiến hơn 1,2 triệu người phải sơ tán. Chiến dịch trên không của Israel là sự leo thang cho cuộc chiến tranh xuyên biên giới kéo dài một năm giữa Israel và Hezbollah tình hình căng thẳng tại Trung Đông đẩy đời sống của người dân trong khu vực vào cảnh khó khăn. Theo ghi nhận của Reuters, ở Liban, hệ thống y tế bị tê liệt buộc người dân phải đi sang các nước láng giềng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Chị Lubana Ismail cùng chồng và hai người con đã phải rời ngôi làng ở miền nam Liban khi cô chuyển dạ, khi được chuẩn đoán sưng tĩnh mạch ở tử cung và việc sinh nở cần có sự giám sát y tế gia đình này đã tìm đến các bệnh viện tại Beirut và Sidon, song đều bị từ chối vì các cơ sở y tế đang chật kín người chết và người bị thương từ các cuộc tấn công. Cuối cùng họ phải bay đến Nafrab, miền trung Iraq, cách quê hương gần 1.000 km. Tại đây, Lubana đã hạ sinh bé Zahara khỏe mạnh và an toàn. Người cha Fouad Joseph không giấu nổi nỗi xúc động về hành trình mà gia đình đã trải qua. Lúc đầu chúng tôi đến Tais, nhưng cuộc tấn công xảy ra ngay bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi chuyển đến Beirut, nghĩ rằng sẽ an toàn hơn. Nhưng một cuộc tấn công nữa lại đến, bệnh viện chật kín người bị thương và từ chối tiếp nhận. Hơn một triệu người Liban đã phải di tản kể từ khi Israel tăng cường không kích và tấn công trên bộ và miền nam Liban nhằm vào Hezbollah. Bộ nội vụ Iraq cho biết đến nay đã có khoảng 5.700 người Liban đến tị nạn. Thưa quý vị, về tình hình châu Á, Nikkei Asia đưa tin. Hàn Quốc hiện đang nỗ lực tăng cường thu hút lao động nước ngoài, từ việc tăng số lượng tuyển dụng công nhân có tay nghề thấp đến việc phát triển các trung tâm đào tạo cho chuyên gia trong ngành đóng tàu. Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh các nước láng giềng như Nhật Bản và Đài Loan cũng đang cạnh tranh để thu hút lao động. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu và tư vấn Mitsubishi UFJ, mức lương trung bình cho người lao động nước ngoài có tay nghề thấp tại Hàn Quốc đã vượt xa mức lương ở Nhật Bản và Đài Loan vào năm 2022. Để thu hút thêm nhân tài quốc tế, Hàn Quốc đang mở rộng cánh cửa cho sinh viên nước ngoài, doanh nhân và những người có trình độ cao. Chính phủ Hàn Quốc đã tăng mức tuyển dụng hàng năm trong hệ thống giấy phép việc làm, một chương trình nhằm thu hút người lao động nước ngoài có tay nghề thấp, cụ thể từ khoảng 50.000 vào năm 2021 lên 165.000 vào năm 2024. Chương trình này cũng đang được mở rộng để tuyển các công nhân trong các ngành nhà hàng, khách sạn và nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, còn có một chương trình mới cho phép tiếp nhận công nhân khai thác gỗ vào phòng chống cháy rừng và Hàn Quốc bắt đầu từ cuối tháng 10. Chính phủ cho biết với việc tiếp nhận tới 1.000 công nhân lâm nghiệp mỗi năm sẽ giúp làm giảm tình trạng thiếu lao động ở các vùng nông thôn và miền núi. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng đã thiết lập một trung tâm đào tạo cho ngành đóng tàu tại đảo Java, Indonesia vào tháng 8. Tại đây, các học viên sẽ được đào tạo 340 giờ về kỹ thuật Hàn, 40 giờ về an toàn và 100 giờ học tiếng Hàn để họ có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức cho các nhà đóng tàu Hàn Quốc. Reuters đưa tin TikTok hiện đang phải đối mặt với các vụ kiện mới từ 13 tiểu bang của Mỹ và quận Columbia, được đệ trình vào ngày thứ Ba ngày 8 tháng 10 với cáo buộc rằng nền tảng mạng xã hội này gây hại và không bảo vệ giới trẻ. Các vụ kiện này đã được nộp riêng tại New York, California, quận Columbia và 11 tiểu bang khác, đánh dấu một bước tiến trong cuộc chiến pháp lý giữa TikTok, ứng dụng thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc với các cơ quan quản lý của Mỹ, đồng thời yêu cầu các hình phạt tài chính mới đối với các công ty Trung Quốc. Các tiểu bang cáo buộc TikTok là một ứng dụng gây nghiện, cố ý giữ chân trẻ em trên nền tảng càng lâu càng tốt và đồng thời không minh bạch trong việc kiểm duyệt nội dung. Tổng trưởng lý California, Ross Bonta cho biết, TikTok gây ra chứng nghiện mạng xã hội nhằm làm tăng lợi nhuận. Ứng dụng này cố tình nhằm vào trẻ em, cho biết rằng trẻ em chưa có khả năng tự bảo vệ hoặc thiết lập ranh giới đối với các nội dung gây nghiện. Một thông tin đáng lưu ý về lĩnh vực khoa học công nghệ, ông Geoffrey Hinton, nhà khoa học người Anh và Canada, được mệnh danh là cha đẻ của trí tuệ nhân tạo hiện đại, ngay sau khi trở thành đồng chủ nhân giải Nobel Vật lý 2024, đã lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn của AI và ủng hộ việc nghiên cứu sâu hơn Geoffrey Hinton cho biết ông cực kỳ ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi lúc 1 giờ sáng ở California. Thông báo ông đã chiến thắng giải Nobel vật lý năm nay. Nhà khoa học 76 tuổi chia sẻ vinh dự đó cùng với chuyên gia người Mỹ John Hoffier cho những khám phá và phát minh trong lĩnh vực tự động, mở đường cho sự bùng nổ của công nghệ AI. Hilton cho biết ông rất kỳ vọng vào sự phát triển của AI, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo các nhà khoa học cần đào sâu nghiên cứu AI để tránh những hậu quả thảm khốc khi trí tuệ nhân tạo được cho là sẽ thông minh hơn con người trong 20 năm tới. Chúng ta chưa sẵn um, sàng ứng phó với những hậu quả thảm khốc đó. Việc gấp rút nghiên cứu AI là rất cần thiết. <laughs> Tôi rất ủng hộ các nhà khoa học, đặc biệt là những người trẻ tiếp tục đào sâu về vấn đề an toàn trí tuệ nhân tạo. Chính phủ các nước nên yêu cầu các công ty lớn cung cấp thêm cơ sở dữ liệu mà họ cần để thực hiện nghiên cứu đó. Ông Hilton trở thành tâm điểm chú ý khi ông nghỉ việc tại Google năm ngoái để dễ dàng nói về những nguy cơ từ công nghệ mà ông là một trong những người đi tiên phong. Thưa quý vị, các nhà khoa học khủng long của Trung Quốc đã dành phần lớn thời gian trong thế kỷ qua để bắt kịp các đồng nghiệp quốc tế. Giờ đây họ đang lên kế hoạch cho những bước tiến mới trong nghiên cứu toàn cầu với các cuộc thám hiểm đầu tiên ở Trung Á. Su Sinh, Giám đốc Viện Cổ sinh vật học và Nhân trùng học Cổ sinh vật có xương sống, IVPP tại Bắc Kinh cho biết, tôi đã chứng kiến sự phát triển trong việc nghiên cứu khủng long tại Trung Quốc từ mức độ thấp cho đến mức độ sôi động như hiện nay viện này dự kiến sẽ thực hiện các cuộc thám hiểm khoa học hợp tác tại kyrgyzstan kazakhstan và mông cổ đánh dấu lần đầu tiên trung quốc dẫn đầu một cuộc thám hiểm cổ sinh vật học quốc tế ở vùng sa mạc gobi và trung á ông su cho biết thêm chúng tôi đã tiến hành một số dự án sơ bộ cùng với một số học giả tại kyrgyzstan chủ yếu liên quan đến cổ nhân chủng học hiện tại chúng tôi đang thử nghiệm cách mở rộng phạm vi cuộc thám hiểm và hợp tác với các quốc gia khác Mông Cổ nổi tiếng là vùng đất của khủng long, là một địa điểm quan trọng có các hóa thạch tư kỷ phấn trắng, cụ thể là từ 144 triệu đến 65 triệu năm trước. Nhiều hóa thạch khủng long nổi bật đã được phát hiện ở khu vực này. Về lĩnh vực thể thao, Reuters đưa tin Bộ trưởng Thể thao New Zealand, ông Chris Bishop đã kêu gọi xem xét quy định mới của quốc gia dành cho vận động viên chuyển giới trong thi đấu thể thao, sau khi các vận động viên Olympic than phiền các hướng dẫn trước đó gây mất cân bằng và đe dọa đến sự an toàn của các vận động viên nữ bộ trưởng thể thao new zealand chris bishop đã yêu cầu cơ quan quản lý sports new zealand cập nhật lại các quy định và hướng dẫn dành cho vận động viên chuyển giới tham gia vào các môn thể thao nghiệp dư theo giới tính mà họ chọn và không cần phải chứng minh danh tính của mình Điều quan trọng là các vận động viên chuyển giới cảm thấy được tham gia vào hoạt động thể thao cộng đồng. Song song đó còn có những vấn đề khó khăn mà cơ quan quản lý thể thao cần giải quyết liên quan đến tính công bằng và sự an toàn đối với các bên liên quan. Tôi nhận thấy những nguyên tắc trước chưa đáp ứng được các kỳ vọng của cộng đồng rằng thể thao cần tập trung vào tính đa dạng và hòa nhập. Ở thời điểm này, chúng ta cần phải xem xét đến khía cạnh công bằng và an toàn. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Bilsov nhận được thư ngỏ có chữ ký của hơn 50 vận động viên Olympic, bác sĩ và các nhà quản lý thể thao New Zealand kêu gọi xem xét lại các quy định cũ đang làm suy yếu tính công bằng và an toàn trong thi đấu thể thao. Phía phản đối cho rằng những người truyền giới sau khi đã trải qua tuổi dậy thì ở Nam có được sự phát triển vượt trội về thể trạng, cơ xương khớp mà quá trình chuyển đổi không làm giảm đi, điều đó tạo ra lợi thế lớn khi họ tham gia vào thể thao nữ, trong khi những người ủng hộ khẳng định chưa có đủ nghiên cứu về tác động của quá trình chuyển giới lên thành tích thể thao, việc loại trừ những vận động viên này là đồng nghĩa với việc phân biệt đối xử Tại Tây Ban Nha, văn phòng thị trưởng Madrid vào ngày 8 tháng 10 cho biết các đơn vị cho thuê xe trượt điện sẽ hoạt động đến hết ngày 25 tháng 10. Sau đó thành phố sẽ loại bỏ hoàn toàn phương tiện này trước tình trạng nhiều người lái xe liều lĩnh đậu sai quy định và gây mất trật tự an toàn giao thông. Tháng trước, thủ đô Madrid đã thu hồi giấy phép hoạt động của ba hãng xe trượt điện nước ngoài là Lim, Dos và Tire Mobility khi đã không đảm bảo giới hạn lưu thông an toàn dành cho khách hàng quản lý tốt bãi đậu xe ba doanh nghiệp DOS của Hà Lan, Tire Mobility từ Đức và Lim có trụ sở tại Mỹ cung cấp dịch vụ cho thuê xe tay ga điện thông qua ứng dụng Uber với khoảng 2.000 xe trên khắp Madrid. Dịch vụ này đang gây ra sự phản đối ở nhiều thành phố lớn trên thế giới do người lái xe nguy hiểm, lấn chiếm vỉa hè và đậu xe bừa bãi, gây cảnh hỗn loạn trên đường phố. Vào đầu năm nay, Paris của Pháp đã cấm xe trượt điện tham gia giao thông. tiếp cập nhật những tin tức nổi bật về các hoạt động ngoại giao và tình hình trong nước. Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 10, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Hunmanet và Thủ tướng Lào Sonesei Sinfandone đã có buổi ăn sáng và làm việc nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 tại buổi gặp ba thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển khu vực biên giới phát huy hiệu quả hệ thống cửa khẩu trên đất liền và đẩy mạnh kết nối hạ tầng cơ sở giữa ba nước lãnh đạo ba nước ghi nhận các cơ chế hợp tác ba bên đã được thiết lập và phát huy hiệu quả góp phần củng cố quan hệ giữa việt nam campuchia và lào đặc biệt hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ ba nước bên cạnh các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư vốn đang có những bước tiến đáng kể cả ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần có các bước đột phá chiến lược để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị giữa ba nước. Đồng thời, ba nước cam kết tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh và trật tự khu vực biên giới, đặc biệt là tại các vùng tiếp giáp ba nước. Sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Pháp đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Với quyết định này, Pháp trở thành nước đầu tiên trong EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 10 tại cuộc hội đàm quan trọng ở Điện Elysee nước Pháp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Pháp là nước thứ 8 trên thế giới có tầm mức quan hệ như vậy với Việt Nam. Trước đó Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Úc. Cũng tại buổi hội đàm trên, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng giao thông sân bay. Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Pháp đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023 theo số liệu chính thức. Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn kéo giãn các kỳ nghỉ lễ trong năm đồng đều cho lao động thêm thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, trong đó có đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, mặc dù mong muốn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hơn, nhưng không đề xuất thêm ngày nghỉ cho dịp lễ này vì hiện đã có 5 ngày nghỉ chính thức. Khi cộng thêm các ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Tết có thể kéo dài từ 7 đến 9 ngày tùy theo từng năm. Thay vào đó, ông Hiểu đề xuất việc bổ sung 2 ngày nghỉ vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điều này sẽ giúp cho các kỳ nghỉ trong năm được phân bổ đồng đều hơn. Mỗi dịp cách nhau vài tháng, người lao động sẽ có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sự lao động và có thêm nhiều lựa chọn để về quê, du lịch hoặc cho con cái thăm người thân trước khi năm học mới bắt đầu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình chính, chính phủ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Trong đề án mới nhất, thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên phương án sắp nhập 80 phường ở 10 quận thành 38 phường. Phương án sắp nhập 80 phường ở 10 quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận thành 38 phường. Việc thay đổi địa giới hành chính đồng nghĩa với việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách, gọi chung là cán bộ công chức, tại các cơ quan hành chính, tổ chức đoàn thể và các cơ quan ngành dọc. Theo thống kê từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 80 phường thuộc diện sắp nhập hiện có tổng cộng 2.615 người, bao gồm 462 cán bộ, 1.143 công chức và 1.010 người hoạt động không chuyên trách. Trước mắt các địa phương sẽ tạm dừng việc bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý và ngưng tuyển dụng tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức cho đến khi giảm đủ số lượng theo quy định trong vòng 5 năm. Ban chỉ huy quân sự và công an tại các phường sẽ sắp nhiệm nguyên trạng theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh và Công an thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo không tăng biên chế. Các đơn vị sự nghiệp công lập như trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế tại các phường sẽ tiếp tục duy trì ổn để không ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ và chiều ngày 8 tháng 10 đã khiến cho quốc lộ 20, đoạn co huyện Đức Trọng bị ngập sâu. Nhiều nhà dân ven suối bị cô lập, đồ đạc bị cuốn trôi. Vào khoảng 15 giờ, mưa chút xuống khiến cho quốc lộ 20, đoạn tiếp giáp giữa các xã Ninh Gia thuộc huyện Đức Trọng và Tam Bố thuộc huyện Di Linh bị ngập từ 20 đến 30 cm. Các phương tiện phải di chuyển chậm lại gây ùn tắc giao thông. Nước từ thượng nguồn đã đổ về khiến cho nhà dân ven suối Đờ Lê thuộc thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia ngập hơn 1 mét, bị cô lập hoàn toàn. Bên cạnh đó, diện tích cây trồng dọc theo suối thuộc thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia và xã Tam Bố, huyện Di Linh bị nhấn chìm trong nước gây thiệt hại lớn. Lực lượng chức năng đã dùng áo phao và dây thừng để đưa các hộ dân bị cô lập và tài sản của họ đến nơi an toàn. Trong những ngày qua, liên tục ghi nhận mưa lớn tại khu vực tại thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, trên một quả đồi đã xuất hiện một vết nứt dài 80 m ở sườn có nguy cơ sạt lở. Phía dưới chân đồi có khoảng 20 hộ dân sinh sống. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo yêu cầu người dân di rời đến nơi an toàn. Một nam sinh đã thủ khoa đầu vào trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn đã bị cho thổi học sau khi thanh tra phát hiện điểm số thực tế của em thấp hơn gần 15 điểm so với thời điểm công bố. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào hồi tháng 6, nam sinh đã đăng ký nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Thế kết quả được công bố từ sở, em đạt 39,4 trên 50 điểm là thí sinh có điểm số cao nhất trong số 442 thí sinh dự tuyển vào trường. Điểm toán và ngữ văn được nhân hệ số 2 lần lượt là 8 và 8,5 điểm, trong khi điểm tiếng Anh là 6,4. Tuy nhiên, sau đó Sở Giáo dục nhận được đơn khiếu nại nghi ngờ với kết quả của nam sinh này với em chỉ có học lực trung bình trong suốt thời gian học trung học cơ sở. Sau khi kiểm tra lại bài thi, thành trà sở phát hiện điểm thực tế của em thấp hơn rất nhiều so với điểm đã công bố. Cụ thể, nam sinh chỉ đạt 4,5 điểm môn toán, 6,5 điểm môn ngữ văn và 2,4 điểm môn tiếng Anh. Tổng cộng là 24,5 điểm, thấp hơn gần 15 điểm so với thời điểm ban đầu. Dù đã nhập học gần một tháng, nhưng nam sinh này đã bị buộc thôi học tại trường Trung học phổ thông Liên Hồng Phong do không đạt mức điểm chuẩn 28,4 của trường. Thưa quý vị và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cho bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.